Nhãn hàng Must Hair hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Rụng tóc nhiều khiến bạn mất tự tin. Must Hair có thành phần thảo dược giúp ngăn ngừa tóc rụng, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe, suôn mượt và bóng đẹp. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Với Must Hair, tóc có muốn rụng cũng khó. Xin được kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Sống Khỏe Đời Vui được phát sóng vào lúc 17:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và chúng tôi cũng xin được chân thành cảm ơn nhãn hàng Must Hair đã đồng hành cùng với chương trình. Quý vị thân mến, ông bà mình có câu nói đó là cái răng, cái tóc là gốc con người. Đối với phụ nữ thì sẽ góp phần duyên dáng hơn với một mái tóc dài và dày. Còn đối với nam giới thì sẽ thể hiện được sự phong độ của các quý ông. Thế nhưng ngày nay thì tình trạng rụng tóc nhiều, hói đầu sớm đang khá là phổ biến và làm cho nhiều người cảm thấy là mất tự tin trong giao tiếp, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Vì vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi chương trình với chủ đề rụng tóc nhiều, hói đầu sớm ở cả nam và nữ, nguyên nhân và cách thức điều trị, có phần chia sẻ của bác sĩ Trương Ngọc Huy. Xin chào bác sĩ. Xin chào chị Thanh Phương và chào tất cả quý vị. Quý vị thân mến, và trong khi chương trình diễn ra, nếu như quý vị có bất kỳ những câu hỏi thắc mắc nào liên quan đến chủ đề ngày hôm nay, quý vị có thể liên hệ cùng với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 1800 1506, hoàn toàn miễn cước ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi câu chuyện của chương trình ngày hôm nay nhé. Xin mời bác sĩ, mời quý vị. Có cái nón này vô cái tự nhiên cái tôi thấy tôi yêu đời liền. Hết ai kêu tôi là hói rồi. Hãy cho tôi nụ cười người ơi, hãy cho tôi một giây phút thôi. Anh hay khó, hay khó. Bà lại. Vợ anh nè. Vợ anh nè. Bà là vợ tôi. Dung sói nè. Sao? Sao? Em cứ thay đổi chút xíu thôi à, bà anh không nhận ra hả? Em nè. Đúng rồi, cái điệu bộ này đúng là của Dung sói rồi. Ê, đừng. Tóc nhìn như thiệt vậy trời. Tóc thiệt mà. Tóc thiệt hả? Tóc thiệt. Sao đẹp dữ vậy? Con hai đó, bữa nay nó mở tiệm tóc giả. Tóc giả nhưng mà là tóc thiệt. Có hiểu không? Em có mua một bộ nữa. Để chiều em ra, em lấy em đưa cho anh đội nha. Rồi ai mượn vậy trời? Thì vợ chồng chứ không mượn mấy chuyện đó nha. Sao từ nãy giờ không thấy trên đầu ta có cái gì hả? Đầu anh hói. Đầu anh hói. Ôi là trời, nè những cái nón đi. Trời ơi, tôi biết cái nón này đâu ra rồi. Đâu ra vậy? Anh ăn cắp của thằng Tí mới lên 2 tuổi phải không? Hay quá. Nón tôi đặt trên mạng á. Trời chứ anh nghĩ sao cái đầu anh bự như này còn nón ăn cắp chút xíu vậy, nhìn kỳ lắm. Cái nón này nó mới che được cái hói của anh chứ. Em nói anh nghe nè, chẳng lẽ bây giờ anh đội nón đi hoài sao? Ôi kệ anh đi, anh thích đội nón. Thôi kệ anh đi. Khoan. Ok, anh như anh Nam thật kiện dụng ở bên cạnh nhà. Phòng khách mới anh. Phòng mới gì? Nhìn tụi anh đi. Đẹp không? Cái yêu đời phải giống như tụi anh. Dạ. Cái của em phải yêu đời. Ủa vậy hả? Cái em là bệnh. Ủa vậy hả? Đây là yêu đời chụp như là trai gái mà cũng còn tim nữa. Ôi, em ngạc nhiên thiệt luôn á. Giống như là người ta kêu là xuất khẩu thành thơ, em là xuất khẩu thành ca. Đó vậy đó. Hôm nay hai vợ chồng tính đi chụp hình kỷ niệm ngày cưới hay gì mà người thì đẹp không? Dạ đẹp. Dạ nhưng mà không có hợp với tuổi của anh chứ. Bậy. Anh nhìn chị giống như là gái 18 vậy. Nè, tóc hồi xưa tóc chị là như vậy nè. Ủa vậy đó hả? Chơi đâu. Dạ hồi xưa vậy thôi chứ giờ giả chân à. Giờ giả chân à. Giả đâu mà giả. Cái này là tóc thiệt nhưng mà nó là tóc giả. Nhưng mà đây nè, em chỉ cho nè. Nè, tóc giả nhìn đã biết rồi, đây nè cái đường nối nè, trời ơi, tóc thiệt ở trong đây nè, rồi tóc giả rồi. Còn cái này nè, cái rảnh nè. Cái đó cái rảnh này nó hơi lố. Cái rảnh này là thấy nhựa luôn á. Đúng rồi, nhựa đó. Chị sao nãy không khen đẹp? Không phải, tại vì vợ thì khen cho có chứ, tại nhưng mà cái đó nhựa không? Luôn á. Đó cái đó là nhận xét thiệt. Tự nhiên hôm nay chị đổi tóc giả vô, còn anh Nam á đổi cái nón. Trời ơi, nhìn nó tôi không thích mà chê vợ chồng tôi vậy. Nó làm cho mình bị tổn thương á. Nhưng mà dạo gần đây tôi uống cà phê, tôi rất quạo. À dạ. Bây giờ tóc nó rụng hết rồi, hói hết rồi. Mà ai nhìn tôi cũng tưởng là 50 tuổi. À, buồn chứ. Là anh buồn do cái tình trạng tóc anh rụng, tóc hói. Bởi vậy hả, bây giờ ha, gọi ảnh là Nam Nam không ai biết hết, mà gọi là Nam Hói. Nam Hói là người ta biết à, đó là về phía ảnh. Dạ, còn chị sao? Hồi đó ha, tóc chị ha, tôi nó đen nhất sớm luôn á. Gần đây cái chị bị rụng tóc, cứ kéo xuống mà đóng tóc rụng. Rồi thậm chí bữa tối chị ngủ đó, cái gối của chị màu trắng. Sáng dậy chị nói, trời ơi sao cái gối tôi màu đen. Tóc rụng là tôi nó đen cái gối luôn kìa đó. Ôi, đen luôn. Tại ngày xưa em cũng vậy đó, tóc em rụng nhiều lắm. Ủa?
Vậy hả? Dạ. Úi da, trời đất, ui, cái gì vậy chị? Thôi đó, mua tóc giả chỗ nào để mua cho anh. Trời ơi, tóc em tóc thiệt. Ủa, em nhưng mà nó hồi xưa tóc em rụng mà. Dạ, rụng nhưng này, mà... Này, dữ gì trời? Cha bữa nay tóc bùng bền giận sống luôn ta ơi. Dạ, em nghe theo lời bác sĩ, nên tóc em được cải thiện. Bây giờ anh và chị bị rụng tóc ở độ tuổi 40-50. Đây là cái thời điểm là nội tiết tố của mình suy giảm. Làm cho DHT tăng, nên mình phải biết cách làm giảm DHT lại, mình sẽ cải thiện được tình trạng rụng tóc. Ủa em, nhưng mà DHT là gì em? Thôi bây giờ em mời anh Nam với chị Dung mình nghe bác sĩ tư vấn thêm để rõ hơn nữa. Bác sĩ, dạ thưa bác sĩ, xin bác sĩ có thể cho biết là biểu hiện của bệnh rụng tóc nhiều, hói đầu sớm là gì? Và nó có khác với lại rụng tóc sinh lý như thế nào ạ? Chúng ta sẽ hiểu nôm na là ai cũng sẽ bị rụng tóc. Tại vì nó có một cái lộ trình chứ, nó sẽ chính xác hơn. Đầu tiên người ta gọi là cái giai đoạn anagen. Tiếp theo người ta gọi là cái giai đoạn gọi là catagen. Và cuối cùng là telogen. Như vậy thì anagen là giai đoạn bắt đầu mọc tóc. Từ 2 đến 6 năm là mình đang mọc tóc. Cái nang tóc của chúng ta nó phát triển từ từ, nó giữ trên tóc của chúng ta chiếm khoảng 85-95%. Catagen là cái giai đoạn mà chúng ta sẽ rơi vào tầm là khoảng 3 tuần thôi, thì nó chiếm khoảng từ 1-2% là giai đoạn ngưng, là nó ngưng mọc tóc. Sau cái giai đoạn ngưng đó tầm 3 tuần thì chúng ta sẽ tới giai đoạn là rụng và chờ rụng tóc, hay còn gọi là giai đoạn cuối cùng là telogen. Thì cái này chiếm khoảng từ 5-10% cái lượng tóc của chúng ta. Trong cái tóc của chúng ta nó thành phần chính là keratin. Thì cái việc mà thay thế như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta được tạo ra một tóc mới, thì chúng ta sẽ bóng mượt hơn, đẹp hơn. Trung bình chúng ta rụng không quá 100 sợi ngày, rụng nhiều hơn 100 sợi là chúng ta bị bất bình thường. Vậy thì sao biết mà mình có phải là bị rụng tóc sinh lý hay không? Đơn giản lắm, cầm tầm 10 sợi, nếu chúng ta bứt lên, nếu mà từ 2 sợi trở lên thì chúng ta gọi là rụng tóc bệnh lý. Còn nếu dưới đó thì chúng ta là rụng tóc sinh lý, là chúng ta không cần phải đi thăm khám bác sĩ. Đó, thì từ 2 sợi chúng ta phải đi thăm khám bác sĩ thử coi chúng ta có vấn đề gì hay không, tầm soát hết tất cả các nguyên nhân. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa bác sĩ, trong tiểu phẩm vừa rồi thì nhân vật của chúng ta gặp phải tình trạng là rụng tóc nhiều và hói đầu sớm ở độ tuổi là từ 40 cho đến 50 tuổi. Vậy nguyên nhân cho đâu, ở nam giới và nữ giới thì có khác nhau nhiều hay không ạ? Rụng tóc á, chúng ta sẽ có nhiều nguyên nhân, nguyên nhân bên ngoài và nguyên nhân bên trong. Nguyên nhân bên ngoài là mình có ô nhiễm môi trường nè, xài hóa chất. Đó là chúng ta tác động từ bên ngoài. Nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân từ bên trong. Mình có thể kể đến là những cái vấn đề gì. Mình có 4 vấn đề mình phải nói. Đầu tiên đó chính là những cái bệnh lý. Thứ hai là chúng ta sẽ nói về vấn đề stress. Thứ ba là những cái vấn đề do di truyền. Và cuối cùng là do nội tiết tố. Đầu tiên là quay về cái vấn đề chúng ta bị những bệnh lý khác về da đi. Nấm da đầu, ví như tiết bã nè, chúng ta bị lupus, ban đỏ, hoặc là chúng ta bị những bệnh lý liên quan tuyến giáp. Những cái trường hợp chúng ta bị mất ngủ nè, rồi chúng ta ăn kiêng, và chúng ta bị thiếu chất, không có đủ B5, rồi biotin nữa, thì đôi khi nó cũng là một trong số những trường hợp dẫn đến chúng ta bị rụng tóc. Vấn đề về di truyền á, thì nam sẽ nhiều hơn là nữ. Tại vì 85% di truyền là xảy ra ở nam. Tại vì sao? Tại vì đó là một cái sắc thể, nhiễm sắc thể nằm ở trên nhiễm sắc thể giới tính. Nó là những cái đồng hợp lặng. Ở nam á, thì nó sẽ tiết ra những cái hormone của nam. Hormone nam là những cái hormone là testosterone chẳng hạn. Nó bị tổn thương cái vùng, cái sức khỏe của người đó thì sẽ tăng cái DHT ra. Nó tăng cái DHT là dihydrotestosterone. Đó, những cái trường hợp này nó cũng sẽ dẫn đến tình trạng người nam bị hói đầu nhiều hơn. Vậy làm sao mình phải cân bằng những cái vấn đề đó? Còn cái chuyện tiếp theo nữa là cái vấn đề này nè. Nãy nói nam bị tăng DHT thì nó cũng bị rụng tóc đúng không? Thì vậy thì người nữ thì sao? Giai đoạn mãn kinh hay là tiền mãn kinh, chúng ta cũng sẽ dễ gặp những cái trường hợp như vậy. Là từ 40 tuổi trở lên lên đối với nam và từ 45 tuổi đối với nữ. Đây là giai đoạn mà rối loạn nội tiết tố, hay nói chính xác hơn là giai đoạn giảm nội tiết tố. Khi mà chúng ta bị giảm nội tiết tố thì chúng ta đồng nghĩa tăng cái DHT. Đối với nữ thì estrogen, đối với nam thì testosterone, thì nó sẽ chuyển hóa thành DHT, dihydrotestosterone. Thì cái này nó sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến cái quá trình mà làm cho tóc chúng ta bị rụng. Tại vì cái DHT nó tác động vào trong cái cơ thể của chúng ta, nó làm cho cái cơ thể chúng ta sẽ tăng cái quá trình đào thải đi. Thì chúng ta phải làm sao? Nhiệm vụ chúng ta phải là ức chế cái sự hình thành DHT này. Tại vì tăng quá nhiều DHT thì lúc đó chúng ta sẽ bị rụng tóc càng nhiều hơn. Thì đó là những cái nguyên nhân mà chúng ta sẽ phải biết được tôi bị nguyên nhân nào. Tôi phải đi khám bác sĩ. Chứ không phải cơ mà tôi đi khám bác sĩ nó sẽ gây ra những cái hậu quả của bản thân mình. Mình không biết gì mà mình không đi khám bác sĩ rồi tự nhiên cái rụng hoài, cái mình ngồi mình bị stress. Tức là ban đầu mình có một nguyên nhân thôi mà bây giờ mình thêm nhiều nguyên nhân nữa. Chúng ta khi mắc phải bệnh lý gì chúng ta phải đi thăm khám bác sĩ là tốt nhất. Tóm lại, nam, nữ đều có những cái nguy cơ về rụng tóc
gần như là như nhau. Tỷ lệ này nó cũng khá là cao và những cái nguyên nhân mà do rối loạn về nội tiết tố hay là suy giảm nội tiết tố nó cũng khá là nhiều. Và như bác sĩ cũng vừa có gửi đến cho chương trình đó là một cái nguyên nhân phổ biến nhất là do việc tăng DHT ở cả nam và nữ làm gia tăng tình trạng rụng tóc sớm. Vậy thì có cách nào để mình giảm đi cái DHT để giảm được tình trạng trên hay không ạ? Mình hay có những cái dạng thuốc uống thì chúng ta sẽ có một cái dòng thuốc là ức chế enzyme 5-alpha-reductase. Enzyme 5-alpha-reductase này nó đối kháng với DHT thì lúc đó DHT nó sẽ giảm. Cái vấn đề là khi mà chúng tôi cho uống như vậy thì đôi khi chúng ta phải cân nhắc nhiều cái vấn đề như là cô gái này có nguy cơ là có thai hay không, đang có em bé, đang có bầu thì không được, tại vì cái nguy cơ mà khi sử dụng những cái này có nguy cơ là nó sẽ bị quái thai. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ phải nhắc đến là những cái thuốc như spironolactone, thì những cái spironolactone này là về điều trị những bệnh lý viêm, giảm viêm, viêm da, viêm tiết bã, viêm tiết xúc, người ta cũng có thể sử dụng là thoa tại chỗ. Minoxidil thì khi sử dụng minoxidil này á, người ta thoa tại chỗ thì nó cũng giảm được cái tình trạng chúng ta bị rụng tóc và là chúng ta làm tóc của chúng ta có thể mọc lên. Thứ hai, mình nói về cái đông dược thì những cái sản phẩm trên thị trường thì tôi thấy được rằng người ta đã chứng minh về nó độ an toàn. Chúng ta có thể hỏi ý kiến bác sĩ để chúng ta sử dụng những cái sản phẩm đó. Những cái sản phẩm mà nó có được những cái phức hợp như là kẽm với L-arginine thì cái phức hợp này nó cũng sẽ giúp làm giảm DHT. Thì cái DHT nãy giờ mình nói hoài đúng không? Phải làm sao giảm được nó thì chúng ta sẽ giảm được cái quá trình mà chúng ta bị rụng tóc. Chúng ta phải làm sao cho chúng ta kích được cái nang tóc chúng ta nó nhiều hơn. Thì có những cái sản phẩm nó có chứa polyactive. Thì cái polyactive này thì nó cũng có thể giúp cho chúng ta góp phần vào cái việc mình có nhiều nang tóc hơn và tóc chúng ta sẽ mọc nhiều hơn. Rụng tóc nhiều khiến bạn mất tự tin. Mắc xe có thành phần thảo dược giúp ngăn ngừa tóc rụng, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe, suôn mượt và bóng đẹp. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Với Mắc xe, tóc có muốn rụng cũng khó. Cảm ơn những lời chia sẻ của bác sĩ. Và chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều những câu hỏi từ phía quý vị khán giả đã gửi về cho chương trình. Xin phép và Thanh Phương được kết nối với một vị khán giả tên là Phương Lan, ngụ tại Vĩnh Long ạ. Xin mời bộ phận kỹ thuật. Xin chào bác sĩ, tôi bị rụng tóc để 2 năm, dùng rất nhiều dầu gội thảo dược kích thích mọc tóc, xịt tinh dầu bưởi, thậm chí là đun nước bột kết để gội, nhưng tóc vẫn bết và rụng nhiều. Hiện giờ tóc để bị thưa phần đỉnh đầu nhiều rồi, vậy nếu sử dụng sản phẩm bằng đường uống, bằng đường thảo dược thì có hiệu quả không và sau bao lâu thì có tác dụng? Xin cảm ơn bác sĩ. Xin được cảm ơn câu hỏi của vị khán giả vừa rồi. Xin mời phần tư vấn của bác sĩ ạ. Phải xác định được cái nguyên nhân của chị có những bệnh lý nền hay không, những bệnh lý về da hay không. Bệnh nhân coi những cái dầu gội đầu đó nó có đúng hay chưa, da mình có quá nhiều nhờn hay không, chúng ta làm sao chúng ta giảm nhờn lại, gội đầu tuần mấy lần. Mình phải suy nghĩ về tất cả những cái nguyên nhân, tầm soát hết thì lúc đó chúng ta mới đưa ra kết cuối cùng là như vậy. Từ những cái nguyên nhân như vậy thì chị mới đưa ra được cái xác minh rằng là tôi bị nguyên nhân gì. Tôi kỵ cái đó. Chị Phương Lan là 48 tuổi rồi, gần U50 rồi, thì cái khả năng mà mình bị suy giảm về nội tiết tố nó cũng sẽ rất là nhiều. Rối loạn nội tiết tố là chúng ta bị suy giảm cái nội tiết tố của chúng ta, dẫn đến chúng ta bị tăng DHT. Thì bây giờ chúng ta có thể sử dụng những cái sản phẩm thảo dược, thì chúng ta chọn những cái sản phẩm mà nó có phức hợp kẽm với L-arginine chẳng hạn. Rồi chúng ta làm sao chúng ta tăng thêm nang tóc, chúng ta có thể cho những cái sản phẩm có chứa polyactive, bổ sung những chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E, vitamin B5 hay biotin. Là những cái sản phẩm như vậy chúng ta có thể bổ sung cho sức khỏe của mình. Nhưng mà quan trọng hơn là chị là phải đi khám bác sĩ coi chị có bị bệnh lý nền hay không, rồi sau đó tư vấn từ bác sĩ để chúng ta đưa ra cái giải pháp mà chúng ta điều trị rụng tóc. Thường á là chúng ta có thể sử dụng những cái giải pháp này là uống á thì phải ít nhất từ 3 đến 6 tháng. Rồi sau đó chúng ta phải hỏi ý kiến bác sĩ rằng là tôi có uống tiếp được nó hay không. Vâng, xin cảm ơn phần tư vấn của bác sĩ. Và chúng tôi xin được kết nối với một vị khán giả nữa ạ. Thưa bác sĩ, tôi bị rụng tóc hói đầu đã 2 năm nay. Tóc đã hói phần trên đỉnh đầu, nhìn tôi rất già và xấu vì mái tóc hói thế này. Vậy bác sĩ có cách nào giải quyết vấn đề trên giúp tôi được không? Gia đình chúng tôi có ngoại bị hói. Xin cảm ơn bác sĩ. Vâng ạ, xin được cảm ơn anh Lê Hùng, 40 tuổi đã gọi điện thoại đến cho chương trình. Dạ, xin mời bác sĩ tư vấn ạ. Thật sự là anh 40 tuổi là còn trẻ lắm đó. Để mà rụng tóc là coi thử anh có nguyên nhân gì. Hay là mình cái nguyên nhân mình gội đầu quá nhiều. Hoặc giả là chúng ta có thể sử dụng những sản phẩm chưa có thích hợp với cái da đầu chúng ta. 40 tuổi nè là bắt đầu là cái giai đoạn mà chúng ta bắt đầu bị giảm về nội tiết tố và chúng ta tăng DHT trong cơ thể chúng ta. Thì có khi nào anh lại gặp một cái vấn đề về vấn đề nội tiết tố hay không? Chúng ta phải tầm soát hết các nguyên nhân này. Thì nếu như mà ở tuổi này là cái nguy cơ bị nội tiết tố khá là cao, thôi phòng bệnh hơn chữa bệnh. Anh có thể chọn những cái sản phẩm mà
cân bằng được nội tiết tố của phía bên trong, anh có thể bổ sung những cái sản phẩm có chứa polyactive. Và nhớ một điều quan trọng là anh phải ngủ thiệt là sớm, chế độ tập thể dục. Và giai đoạn này là anh phải có một chế độ sinh hoạt thật sự là hợp lý, ngủ trước 11 giờ để melatonin nó không bị tiết ra, nó không gây ngày ngật cơ thể, không mất bị chống oxy hóa. Rồi tiếp tục nữa là anh phải tập thể dục một ngày ít nhất là từ 30 đến 1 tiếng đồng hồ, 30 phút đến 60 phút. Như vậy thì anh mới có thể cân bằng được cái sức khỏe của mình. Rồi bên cạnh đó là phải ăn uống phải hợp lý. Ăn uống là phải cung cấp thêm cho mình những cái gì đó có vitamin C, vitamin E, rồi vitamin A này nọ các kiểu ha. Còn có biotin nữa nè, rồi vitamin B5 nè. Đó, chúng ta đã bổ sung thêm cho mình những sản phẩm chống oxy hóa đó. Thì nếu dụ như anh cần thì anh có thể thăm khám bác sĩ và chúng ta có thể hỏi bác sĩ là chúng tôi có thể sử dụng những cái sản phẩm nó có chứa phức hợp kẽm với là anin hay không. Tại vì người ta nói là kẽm nó giống như cái thần dược vậy đó, tăng cường cái sức đề kháng cho cơ thể và cũng như là tăng cái chống oxy hóa, giúp một phần chúng ta tăng cái quá trình mọc tóc. Và một điều quan trọng hết là nhớ là uống nước nhiều. Đối với những cái anh mà từ 40 trở đi rồi bắt đầu mình sẽ phải thay đổi rất nhiều về cái nội tiết và suy giảm về nội tiết thì phải uống nước nhiều và ăn thật nhiều trái cây rau củ quả sẽ tốt hơn cho sức khỏe của mình. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ với phần tư vấn vừa rồi và cảm ơn vị khán giả anh Lê Hùng tại Bến Tre đã gọi điện thoại về cho chương trình. Quý vị thân mến, chúng tôi mong rằng qua phần tư vấn vừa rồi thì đã giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về tình trạng rụng tóc nhiều, hói đầu sớm để từ đó chúng ta có giải pháp khắc phục hiệu quả nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với câu chuyện tuyệt phẩm, mời quý vị cùng theo dõi. Đó, anh chị nghe bác sĩ tư vấn chưa? Ở độ tuổi 40-50, khi đó đó nội tiết tố nam và nội tiết tố nữ sẽ suy giảm. Do đó, tình trạng rụng tóc diễn ra ngày càng nặng nề. Nếu mà anh chị không điều trị sẽ dẫn đến hói đầu, mất thẩm mỹ lắm. Bởi vậy hả, chị ý y lắm em. Mỗi lần mà gọi đầu, cái chị sơn chị ra ngoài tiệm cao, trà sát vô da đầu nè. Nó vô tình làm chân tóc nó bị tổn thương, nó ngày càng yếu. Chị hả, lúc trước mà tóc chị chưa có rụng đó, chị thích nai nhuộm kiểu này, mai tạo kiểu kia, rồi uống, rồi sấy, rồi hấp. Đó, riết từ từ cái tóc của mình yếu đi. Bây giờ tóc nó rụng nhiều vậy rồi, muốn níu kéo cũng không kịp nữa đó. Giống như anh nè, công việc căng thẳng, bị xì chép nữa, mất ngủ thường xuyên. Đã vậy còn ăn uống không khoa học, thiếu chất dinh dưỡng, kèm theo đó là tình trạng nội tiết suy giảm. Bởi vì rụng tóc quá chừng, chán lắm luôn. Anh chị phải tránh xa những thói quen đó. Hồi nãy đó, chị có nghe bác sĩ chia sẻ có một cái sản phẩm chiết xuất thảo dược mà có cái chất polyactive. Cái đó mình có thể bổ sung để điều trị tóc rụng nữa đó. Mấy bữa đi ngang qua nhà anh chị, em thấy anh chị người thì rụng tóc, người thì hói đầu. Trời ơi. Nên hôm nay em đến đây á, em có mang sản phẩm này để tặng cho anh chị nè. Dạ. Nè trong. Ôi. Đây là sản phẩm chiết xuất từ mầm gạo Nhật Bản, là polyactive giúp tóc mọc nhanh, chắc khỏe hơn đó anh chị. Ngoài ra, để giảm DHT thì không thể thiếu phức hợp kẽm và L-arginin cùng một số thảo dược tự nhiên nữa. Mà mấy hợp chất này đều có sẵn trong sản phẩm này đó anh chị. Vậy thì mình sử dụng sản phẩm này thì tóc của mình sẽ mọc dày ra phải không? Nhưng mà cái liệu trình sử dụng như thế nào vậy em? Đơn giản lắm chị. Một ngày mình uống 4 viên, chia làm 2 lần sau khi ăn. Sau ăn. Sau khi thấy tóc khỏe ổn định trở lại rồi thì mình có thể giảm xuống uống 2 viên một ngày thôi. Dạ, nhưng mà anh chị nên lưu ý nha, dùng ít nhất từ 3 tháng trở lên để thấy hiệu quả và tóc còn mọc trở lại. Bán ở đâu em? Dạ, sản phẩm này có bán trên tất cả các nhà thuốc tây trên toàn quốc luôn. Dạ. Phải đưa tụi anh chứ. Em cất vô đây đi. Ủa, để mình đi mua mà. Ngày xưa thật sự là tóc em rụng dữ lắm. Vậy nhưng đó. Mà từ ngày mà nghe theo lời bác sĩ, ăn uống điều độ, đủ chất dinh dưỡng, cộng theo chế độ mà tập luyện thể dục thể thao nè, massage da đầu, kết hợp với sản phẩm này, tóc em đã mọc trở lại và ống mượt nhiều như thế này đó. Nè, tôi muốn nghe. Gì vậy? Kể từ ngày hôm nay, sau ngày hôm nay, qua ngày xong hôm sau nữa, gặp lại tôi, tóc tụi tôi sẽ mọc phồng phềnh hơn bên đây luôn. Từ nay á, đừng than phận hối anh ơi, biết cách điều trị tóc thời mọc ngay. Lời khuyên của bác sĩ: tránh căng thẳng, stress, hạn chế thức khuya, ăn uống đủ chất, bổ sung protein có trong thịt, trứng, sữa, các loại thực phẩm có nhiều chất béo omega 3 như cá thu, hàu, vân vân. Gội đầu bằng các loại thảo dược, hạn chế hóa chất làm tóc. Sử dụng các thảo dược có chứa polyactive, kẽm, L-arginine giúp ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh đen chắc khỏe. Kiên trì sử dụng thảo dược trên từ 3 tháng để giúp tóc khỏe, hạn chế rụng và mọc lại tóc mới ổn định. Quý vị
vị thân mến, mong rằng chương trình ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị thật nhiều những thông tin hữu ích, và đặc biệt cũng xin được cảm ơn bác sĩ Trương Ngọc Huy đã đến tham dự chương trình và chia sẻ những kiến thức khoa học về vấn đề là rụng tóc sớm, hói đầu để cho mọi người có được một cái giải pháp hiệu quả hơn. Cảm ơn bác sĩ ạ. Cảm ơn Thanh Phương và cảm ơn tất cả quý vị. Và chúng tôi cũng xin được chân thành cảm ơn nhãn hàng Masthair đã đồng hành cùng với chương trình. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 17:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Nhãn hàng Masthair hân hạnh đồng hành cùng chương trình.